vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và đang tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Tận mắt xem vụ khách tiệp ở khách sạn của Tổng thống Donald Trump và tiết lộ mức giá bất ngờ. Ở khách sạn này tôi mới biết ông Trump có tài lãnh đạo giỏi thế nào và vì sao ông ấy có được ngày hôm nay, vụ khách tiệp nói. Vừa qua trên kênh YouTube cá nhân của vụ khách tiệp đăng tải một đoạn clip dài quay cảnh anh đi du lịch tại New York. Chuyến đi này vụ khách tiệp không đi cùng Ngọc Trinh mà có sự xuất hiện của một số người em khác. Trong clip, vụ khách tiệp có mặt ở hầu hết những địa điểm tiêu biểu sang chảnh nhất của New York như quận Manhattan, nơi thường dùng để quay phim Hollywood, khu dân cư mới, nơi được dự kiến đón 20 triệu người tất cả khách du lịch đến đây để chụp ảnh shopping, quảng trường ánh sáng Times Square. Anh còn đi hẳn máy bay trực thăng với giá $300 cho 20 phút để tham quan tượng nữ thần tự do và quan cảnh New York từ trên cao, ăn sáng tại một nhà hàng đắt giá. Ngồi tại đây, vụ khách tiệp tâm sự tiết lộ mình chưa kiếm được đồng nào từ kênh YouTube. Tôi hy vọng mọi người xem xong kênh YouTube của tôi và các tập tôi review, mọi người sẽ lên kế hoạch cho mình rằng một ngày được trải nghiệm cuộc sống như tôi. Nhiều người nói sao số tôi sướng thế, trời sinh ra tôi không uổng một kiếp người. Thật ra điều tôi có được duy nhất trong cuộc sống này là có ước mơ, phải dám biến ước mơ của mình thành hiện thực. Chi phí cho mọi chuyến đi của tôi rất tốn kém. Tính đến hiện tại tôi khẳng định tôi không kiếm tiền từ YouTube và chỉ muốn làm cho kênh của mình tốt nhất, kiếm được tiền hay không còn phải chờ vào thì tương lai. Tôi không bị áp lực kiếm tiền từ YouTube khi đi du lịch sang chảnh. Điều đáng nói nhất là trong chuyến đi này, vụ khách tiệp đã ở hẳn trong khách sạn của Tổng thống Donald Trump tại tòa tháp Trump. Tại đây, vụ khách tiệp đã review cụ thể căn phòng của mình trong khách sạn Trump và tiết lộ mức giá bất ngờ của nó. Được cho là khá mềm so với châu Âu, anh cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình tới Tổng thống Trump. Vụ khách tiệp nói, khách sạn của Tổng thống Trump được bình chọn là khách sạn tốt nhất của năm 2018, đứng đầu thế giới về uy tín. Nó còn được xếp trên hạng mỗi khách sạn 5 sao ở Dubai. Khách sạn này nằm ngay trung tâm quận Manhattan, một trong những quận đắt giá nhất thế giới. Nếu sở hữu được một ngôi nhà nhỏ tại quận này thôi cũng đã là triệu phú rồi. Căn phòng tôi ở tại khách sạn Trump có giá hơn 1.000 đô, rộng 50m². Nếu so với châu Âu thì cái giá này là khá mềm. Khách sạn này được ông Trump đầu tư với số tiền hơn 30 triệu đô. Nó có dịch vụ rất tốt, giúp tôi được cảm nhận như một thượng đế. Bên trong căn phòng giá 1.000 đô của khách sạn Tổng thống Trump, ở khách sạn này tôi mới biết ông Trump có tài lãnh đạo giỏi thế nào và vì sao ông ấy có được ngày hôm nay. Phụ khách tiệp còn nói đùa với một người bạn của mình rằng, tối nay tôi ăn tối với ông Trump mà. Ông bảo ông thích kênh YouTube của tôi.